Rồi một cái chữ nữa nha, cơ quan chữ nè, ngay chỗ đang đứng nè. Rồi điểm vô ba kênh đồ này, dịch chuyển tới đây, nhả tới đây nè, phía dưới nè, hình giống một rắn nha. Rồi chữ xe lộn ngược. Rồi hình tôm giáp. Hình tôm giáp nè, hình tôm giáp trên đai với cái dưới nè, nó đồng với nhau. Xe lộn ngược nè, là cái thằng dữ á nè, hình rắn nè, hình rắn ngay ra đó, nó tương xứng với đó là được, được cái rương.